ta một lần nữa rất đầy lì. 1, 2, 3, go! Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý anh chị, quý chị em trong ca đoàn hiện ca đoàn trưởng nữ. Bây giờ đây xin mời đại diện bên ca đoàn Thánh Tâm Giới Lạc Trường sẽ có lời chúc mừng đối với ông bà ngày hôm nay.